Xin chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Trước khi đi vào nội dung của bản tin, chúng tôi xin điểm qua những tin chính ngay sau đây. Cả nước nắng nóng từ 35 đến 40 độ. Miền Bắc và miền Trung nắng nóng diện rộng sau kỳ nghỉ lễ. Nam Bộ đón những cơn mưa rào và dông đầu tuần tới. Bản tin đầu tiên, cả nước nắng nóng từ 35 đến 40 độ C. Kính thưa quý vị, hôm nay nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở cả nước. Thời tiết ban ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 35 đến 40 độ C. Chiều tối miền Nam có khả năng có mưa dông rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Ngoài ra có những nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm từ 35 đến 55%. Khu vực Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm từ 45 đến 55%. Về chiều tối, một vài nơi sẽ xảy ra mưa rào và dông. Phía Đông Bắc Bộ hôm nay thời tiết nắng nóng cục bộ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo chi tiết ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 33 đến 36 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, cao nhất 34 đến 37 độ C. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C. Miền Bắc và miền Trung nắng nóng trên diện rộng sau kỳ nghỉ lễ. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 ở miền Bắc và miền Trung nắng nóng trên diện rộng. Dự báo mùa hè năm nay nắng nóng gay gắt và có những đợt nắng nóng dài ngày hơn so với năm trước. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nắng nóng năm nay xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022. Đặc biệt cao điểm của nắng nóng sẽ là tháng 6 và tháng 7 ở Bắc Bộ và nửa cuối tháng 6 đến tháng 8 ở Trung Bộ, với khả năng cao xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Sang tháng 5 và tháng 6, Nam Bộ chấm dứt nắng nóng, nhưng ở Bắc Bộ, Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, có thể kéo dài tới khoảng đầu tháng 8 ở Bắc Bộ và cuối tháng 8 ở Trung Bộ, ông Thái nói. Về dự báo nắng nóng trong tháng 5, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 1 tháng 5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía Đông. Từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5, khu vực phía Tây Bắc, Bắc Bộ, vùng núi, khu vực phía Tây Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng nắng nóng cục bộ. Khoảng từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 5, phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nửa cuối tháng 5 năm 2023, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc 1,5 độ C. Số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Bắc Trung Bộ so với năm 2022, so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực và nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ, ông Hòa thông tin. Theo ông Hoàn, do nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể khi người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Nam Bộ đón những cơn mưa rào và dông vào đầu tuần tới. Từ ngày 8 tháng 5, nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài. Theo Trung tâm của Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4 tháng 5, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ C. Một số trạm quan trắc đo được nhiệt độ trên 39 độ C như tại trạm Tương Dương của Nghệ An 39,7 độ C, Đông Hà, Quảng Trị 39,3 độ C, Nam Đông của Thừa Thiên Huế 39,1 độ C. Còn ở Nam Bộ, có nắng nóng với nền nhiệt lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Dự báo ngày mai ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 7 tháng 5. Còn nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết khoảng ngày 6 tháng 5. Từ ngày 7 tháng 5, nóng giảm dần. Từ ngày 8 tháng 5, nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng khô hạn kéo dài. Từ khoảng giữa tháng 5, gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thêm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình thời tiết của kênh 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy vui vẻ và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới nhất để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.